Hello anh em, vẫn đồng vào game anh em nhé. Nước này là đứa chơi có mở ra được con gì mới không? Con mèo gì mới không? Tiếp tục nhận 15.000 XP. Kiếm là cái bé này à? Thì cái bé này mà là bé vải. Thêm XP nè. Bây giờ tôi phải up cấp cho chú mèo của tôi rồi. Mày không up được nữa ấy trời. Ê, tôi bảo là con mèo này xịn hơn xịn. Mày đắt quá. Đây con mèo này này. Te này, một te lên hơn nữa đi, đây pha đi, cái này nó cũng rẻ mà anh em rẻ, để tôi mới update nhiều rồi đây, để tôi cho con này anh em nhá, hơn nữa đi, 7.000 thôi, lại tích tiếp. À, Sala đúng không? Thua không lối thoát rồi anh em ạ, cũng không thể ngóc lên được luôn vì nó quá gần này anh em hiểu không, gần quá không thể chơi được. Chờ thái hoạ không kịp ấy, không hiểu chơi được gì bây giờ. Quá là khó. Trong khi cái con năm giờ tôi up full rồi nha, up full luôn. Thế tôi thử vào đây, tôi sẽ lấy cái này rồi. Yêu đây. Muốn. À, cái này như up cái này update máu à? Tôi chưa hiểu lắm anh em ạ. Cái này update máu cho mèo à? Cái này cái gì? Rồi sao? Thế tôi sẽ xem. Hình như update cái này tôi có thể là hơn cả trong tiền anh em ạ. Tôi xem. Thế này. Cái này không chả hiểu là cái gì anh em ạ, gắp lên đi nha. Ví này. Máu này. Chẳng upload đi. Đây, tôi vào xem. Yes. Tôi cứ dùng mình em nhé, tôi cũng chưa hiểu nó là cái gì làm. Mong chỗ này sẽ ăn được qua cái ai này anh em. Thế rồi, hết sạch rồi. Start nào. Cái này đi. Cái này đi. Tôi chưa hiểu là cái gì anh em ạ. Tôi cứ dùng. À đây là mắc luôn này quên. Nhanh nghe. Ở đấy up này đây là 1.800 này anh em ạ. Hiểu rồi. Up game tôi lên mới lên được tiền này. Đi ra là chém đi. Được.
tè mãi không đi làm gì. Ăn tiếp tè anh nhá. Tôi ăn tiếp nhá cho cái đâu rồi? Ví này đùa này. Cái này là gì đây? À, tốc độ tạo mèo anh em ạ. Ờ, cái này tăng thêm này. Tôi cứ giữ mỗi thứ tăng một tiếng em, tôi cũng chả nhiều lắm. Thế nhỏ cái này cày lâu lắm anh em ạ. Tiếp cho anh em nào. Tôi cũng sẽ cố gắng chăm chỉ cày. Egypt à? Egypt như là Ai Cập thì sao ạ? Egypt là Ai Cập. 100 tiền đầu luôn này. Có như trận sau phải bỏ cái speed up này anh em ạ. Hơi phí, tiết kiệm. Ai Cập đúng không? Ai Cập anh em ạ. Hiểu là ai như cái này mình mua anh em ạ, nhưng mà tôi mình có đồ ăn cho mèo đâu, cắt phút đâu mà mua. Nhìn
lạ thì tôi dùng con con FitCat này. Từ từ áp lên anh em. Anh đừng ngoài cái này. Như thế nào nhỉ? Cái quý chả? Cái quý là thiết bị. Tôi sẽ bỏ con mèo nào để 800 rồi. Phải 600. Rồi 500. Đây những con tôi bỏ con dư bổ ra nhé. Để cho con cái thằng này vào này. Đấy, để thử nghiệm này xem như nào. Sẽ bỏ cái này. Vẫn bỏ nhỉ. Vẫn cấp khá cao rồi. Thôi, để tôi thử tạo một con mèo có cánh này đã. Xem như nào đã. Thôi, bỏ đi. Phí. Chúc cây là Thổ Nhĩ Kỳ anh em nhé. Xa này thì thoải mái thôi. Tôi thích đánh kiểu nhà xa các bạn. Nhà xa kiểu quân nó chạy đến lâu ấy, anh em có thể là còn dư tiền em áp được nhiều thứ. Đó. Yeah.
Russia, Nga. Em tôi sẽ cho em đi Nga nhé. À thôi, hết rồi, hết năng lượng rồi. Buồn nhỉ, hết năng lượng. Và mở đi, mở cát, mở ngay. Cho ăn đi. Yes. Study. Here we hết 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 năng lượng hết năng lượng em nhỉ. Kiểu nhà có hết luôn rồi. Tôi tự áp hết đi. Cái này không áp được nữa anh em. Đây cũng áp được rồi. Cái này mở à? Lisa Cat. Đây tôi có mấy con này này. Nhưng mà Juliet dã man thật. Nói chung là có thể mấy cái ông mà tạo thì mày cũng khá sáng tạo như con mèo, nhưng mà kiểu là nên kiểu cho nó túi màu cho nó ấy, để cho nó đẹp hơn, chứ còn cứ để không như thì nó cũng hơi chán. Sao sao? Clear danh năm to get one free. Khi ở đó anh em. Yes, à, thử đi cho là có đủ năng lượng để đánh cái even này không nhỉ? Muốn chơi even lắm nhưng mà lại energy core đi. Yes, anh em sẽ có xem quảng cáo với tôi anh em nhé. Thì đây, hai cầu à. Chung là game này thì nhưng mà lại giới hạn bởi cái phải giới hạn về năng lượng. Đánh càng những cái map xa xa thì càng nhanh năng lượng thì càng hết nhanh hết năng lượng. Attack à. Battle begin à. Phát 15 tiền luôn, một nhà cũng hơi gần. Vươn ra một con chơi em nhé, ra một con thôi, không cần ra nhiều. Tôi sẽ up này. Ủa, giá phát con kia rồi kìa. Để nó chịu đạn. Bây giờ sẽ áp à. Em thì em chơi một chút thì cơ hội thắng cũng cao đấy. Có thế thôi chứ còn của bé nhẹ em ạ. Bé nhẹ trở về rồi. Con đầu ngu này nó trâu, nó trâu. Thử ra một con ninja nha, để nó chém. Chém đi. Sau đó ra một con thấm giữa để chúng ta. Đấy, level ninja là cả khắc bỏ này. Là con nuôi của tôi chứ bao tiền có thể ra được con này đơn giản đâu. Hà mã này chơi thì mình sẽ chưa?
Ngoài tôi thua đúng rồi, và còn trước ngoài giá là không đi nữa. Đạp kìa. Đạp không đủ, lắc 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 lư luôn. Ôi. Ơ. Chưa kịp chúng ta. 500 vàng của tôi. Không biết tôi đúng không? Không biết tôi đúng không? Thỏ lại thỏ, thỏ vụ quá. Rồi, chứ nhiều skin luôn anh em nhỉ? Đã ma thật. Rồi, đã phải chụp bằng con này vậy. Con này về này. Thôi, đưa tôi ý đây, không có đủ chút máu này. Tôi đưa tôi ý anh em. Chờ khai hỏa đây nhé. Không có khó luôn. Trăm rưỡi à, năm, còn nước còn khác, chờ khai hỏa, chết, ôi không chết à, 750, 750 là xong rồi, chủ đa, khai hỏa, chết. Nó đào con cái con hình vuông của tôi anh em kìa. Có lẽ là chẳng lẽ mình lại thích không mãi nhỉ. Ủa nó đào quá. Đau đào mà nữa nghe. Rồi. Chịu chịu rồi anh em. Rồi. Bây giờ không làm gì nữa. Ủa. Nghe lúc này tôi phải ra con khác để làm con đấy. Quá là khỏe rồi anh em ạ. Khỏe ta ma rồi. Con thỏ này, trâu vô trâu vô khỏe. Em nó đào vào tôi kìa. Không làm gì được luôn ý. Ta ma. Cũng cố em tí nữa, tí nữa. Có xong, xong có khai hỏa rồi. Mèo đạp kinh đấy. Mẹ mình phải xem mấy quảng cáo mới chơi được. No. Cáp phút khó luôn mà. Mặt đắp đường. Khó dã man. Ôi chứ đã mất 30. Rồi tôi phải chờ một ngày đó mình cũng khỏe tôi quay lại. Nhìn chào clip tôi dừng này anh em nhé. Mình cũng hết năng lượng rồi, chơi nữa rồi. Đó thì anh em, tiếp theo.